Tiếp theo là chúng ta sẽ đến là chữ C. Chữ C thì cũng vậy, nó sẽ có nhiều cái cách khởi bút khác nhau và nhiều cái hình thức khác nhau. Chẳng hạn như tôi muốn là chữ chữ C, tôi cho là chữ C nằm chẳng hạn. Tôi đặt tự đặt tên thôi, còn các bạn muốn đặt cái kiểu gì các bạn đặt. C nằm. Chữ C ngửa miệng lên. Chữ C. C này. Tùy cái cấu trúc, tùy cái hình dáng mà mình sẽ cho nó là theo kiểu nào. Thì các bạn sẽ để ý với cái chữ C này thì chúng ta sẽ tính theo cái cấu trúc này, còn cái chữ này thì chúng ta sẽ tính theo cái cấu trúc này. Tư duy nó về những cái nét chuẩn, những cái đường giống để chúng ta sẽ nhìn nó dễ hơn. Chữ cha nhé. Có chữ cha. Tiếp theo là chữ dê đê. Cũng vậy, chúng ta sẽ đi từ cái chữ chân phương trước chứ. Từ cái chữ chân phương này chúng ta sẽ phát triển ra cái chữ này. Giống như cái chữ B mà chúng ta có thể khởi bút từ nhiều nhiều phương. Có thể khởi từ nhiều hướng khác nhau. Toàn phong nhé. Hay là thậm chí chúng ta cho cái này nó ngắn lại luôn. Nhỏ lên. Nhỏ như thế. Đây cũng có một chữ dài. Các bạn để ý là đây là khác là ở cái khởi bút thôi nè. Ở đây khởi bút này xem xem. Ở đây là khởi từ bên phải khởi qua. Còn cái này là nghịch phong. Nghịch phong tức là tàng phong đó. Chúng ta sẽ đi lên xong đi xuống. Còn cái này thì coi như là thơ quy nó về nhà. Các bạn nhớ cho tôi là theo cái quy luật cân bằng thị giác á, thì thường là những cái đường nét mà dày mà to thì mình sẽ cho nó ngắn thôi. Còn cái nét mà dài, những nét lớn á, thì mình sẽ cho nó nhỏ lại để nó cân bằng lại. Và cái đường này thì nó có một cái điểm chung là coi như là nó phải thẳng. Đường nó phải thẳng hết, nó phải thẳng hết. Nó phải thẳng hết. Và thậm chí là những cái này chúng ta cũng sẽ quy nó về cái đường này để chúng ta thấy cái đường cong của nó,
chữ duyên cơ bản. Khuyến khích chúng ta là nên khi tập thì tập những cái nét cơ bản, để khi quen rồi dần dần chúng ta mới sẽ viết theo phong cách chẳng hạn. Và chữ D là chữ đời nha. D. Chúng ta nói nó vào đây luôn cũng được. Chúng ta sẽ một liên bút nó vào cũng là chữ D. Chữ ngắn thôi. Chữ D thì ta sẽ chữ đạo. Tức là chúng ta khi mà viết theo cái phương này thì chúng ta ý nè, đường này nó phải bằng, ví dụ như thế này. Nếu mà ta lấy cái này thì trường hợp này cái ô này lúc này mình sẽ tính là ô như thế này, nó sẽ là ô như thế này. Thường chữ E thì ít khi viết chữ E in, đa số là viết chữ E thường. Xem mà. Cái chữ E này thì nó có cái đặc trưng là nó phải thẳng, nó phải có xương ở đây. Đây. Đấy. Có xương ở đây, tức là nó phải thẳng. Còn cái nét này, nó hơi lên chút xíu. Hoặc là nó hơi ngang, như chữ hôm nay là nó hơi ngang rồi. Nó có hai cái phương. Phương đứng như phương ngang.
chữ G này nó là cái sự kết hợp từ chữ C, nó sẽ phát triển lên. Chúng ta có chữ C thì phương ngang, chữ G này cũng vậy, nó cũng có chữ G thì phương ngang. Chúng ta có chữ C thì phương đứng, có chữ G thì phương đứng. Thường nó có nhiều cách viết, thầy khởi thì phương trắc phong, nó sẽ tùy biến theo cái cấu trúc của chữ của câu. Nó thể cái chữ G dài này là trường hợp cái chữ dài, cấu trúc dài, hoặc là chúng ta có thể buông chữ G xuống, chữ G có thể buông lửng xuống cũng được. Quan trọng là nó phải hát lên. Có nhiều cách viết ứng dụng giờ là chữ G thì ta sẽ có là chữ chữ ra chẳng hạn, tức là trong các chữ là không nhất thiết là nó cứ phải bằng một hàng ngang như thế này, mà chúng ta cũng có thể là cho một số chữ nó lướt qua hai chữ n cho nó bé thôi, là cho nó khít lại cái chữ này, chứ nếu không thì nó bung ra quá thì nó không đẹp. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ đến đây, hy vọng là các bạn xem clip sẽ có một cái giúp ích gì đó cho các bạn. Và các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để xem những cái video clip kế tiếp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.